Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tham quan khu Vinhome Ocean Park ở Gia Lâm, tham quan các căn hộ studio, căn hộ một phòng ngủ và hai phòng ngủ. Và căn hộ 3 phòng ngủ thì diện tích khoảng từ 19 đến 106 mét vuông. Đây là căn hộ là studio 28 Hướng mét dẫn vuông dần dành cho chứ, những ở nhà người bố một mẹ nuôi mãi mình, có đầy đủ cái tiện nghi bao bao nhiêu gồm năm. Rất phù hợp với hai vợ chồng trẻ, một người con nhỏ và có thể có một người giúp việc hoặc là người có thể cho một người gia đình có thể phòng ngủ thứ hai. Còn căn hộ 3 phòng ngủ thì phù hợp với cả hai gia đình trẻ và cùng với có thể một thêm một người một bố mẹ một gia đình khoảng hai thế hệ ở chung rất là phù hợp. Đối với cái con Vinhomes Park thì cái ngoài cái diện tích của con nhà thì bạn có thể cũng tiện ích xung quanh như bể bơi, sân chơi trẻ em, sân chơi liên hoàn, thảm cỏ đa năng, sân tập dưỡng sinh đối với khu Ruby.
thì tắc không? Không. Ừ. Khoảng 7 giờ anh đi làm về thì chắc tầm không tắc đúng không? Tầm đấy thì thoải mái anh ạ. Mà đi xe máy thì không bao giờ sợ tắc luôn. Rồi rồi rồi. Pin đó thì là đỡ cái tiền thuê xe là tiền thuê còn pha đi về thôi là đã đỡ đây là cái dãy shop house của phòng trai bên này. Đi sang căn hộ đi.